chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta quay lại đây để chúng ta trao đổi một cái nội dung mới. Nếu như các bạn trao đổi trong cái phần về bán phá giá trong Tổ chức Thương mại Thế giới thì các bạn sẽ thấy rằng là hành vi bán phá giá là một hành vi của doanh nghiệp. Và cái thuế chống bán phá giá thì thuế sẽ đánh vào doanh nghiệp. Trong một số trường hợp đặc biệt thì cái thuế chống bán phá giá đấy người ta có thể tính thêm một số các doanh nghiệp chung với nhau và người ta gom lại thành một nhóm các doanh nghiệp để đánh thuế. Tuy nhiên, đối với cái biện pháp mà hôm nay chúng ta trao đổi thì các bạn sẽ thấy là cái biện pháp này nó sẽ chỉ áp dụng và cái hành vi này nó chỉ thực hiện đối với không phải là các doanh nghiệp mà chính là cấp cao hơn của các doanh nghiệp, chính là chính phủ, cơ quan tạo thành, thiết lập ra các doanh nghiệp đấy. Thì đây là chế định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Và bàn về trợ cấp và các biện pháp đối kháng trong Tổ chức Thương mại Thế giới thì như các bạn có thể thấy ở đây, hiện nay nếu tính từ năm 1995 đến năm 2016 thì hiện nay đã có 502 vụ kiện các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới khởi kiện lên cơ quan giải quyết tranh chấp về các vấn đề liên quan đến các hiệp định thuộc phạm vi điều chỉnh của Tổ chức Thương mại Thế giới. Thì cũng như các bạn biết được rằng là các tranh chấp liên quan đến trợ cấp cũng là một những cái dạng tranh chấp rất là phổ biến và nó cũng chiếm phần lớn trong các tranh chấp liên quan đến thương mại hàng hóa trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Và theo thống kê từ nguồn là trang web của Tổ chức Thương mại Thế giới thì tại đây tôi thống kê là có 109 các vụ kiện mà liên quan đến các biện pháp hoặc liên quan đến các pháp luật hoặc liên quan đến các chính sách về trợ cấp. Thế thì trợ cấp là gì? Tại sao nếu nó đã là một hành vi của chính phủ thì tại sao người ta lại vẫn đi khởi kiện hành vi của một chính phủ khác? Thế thì người ta không sợ cái quan hệ ngoại giao giữa các chủ thể này nó sẽ bị ảnh hưởng từ cái việc đi khởi kiện nhau lên Tổ chức Thương mại Thế giới à? Thì để giải quyết cho vấn đề này thì bài tập ngày hôm nay chúng ta có một số cái tình huống. Đó là cái vụ kiện liên quan đến cấp tài chính, đó là cái vụ kiện Brazil. Để thông qua cái vụ kiện này chúng ta sẽ hiểu về thế nào là trợ cấp. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, người ta được hiểu rằng là tồn tại trợ cấp khi nó thứ nhất nó có một cái sự hỗ trợ về tài chính, cái thứ hai nó sẽ tạo ra một cái lợi ích cho cái chủ thể nhận được cái sự hỗ trợ về tài chính đấy. Và hỗ trợ về tài chính nó được tồn tại dưới những hình thức như thế nào? Thì người ta bảo rằng là gì? Hỗ trợ tài chính có thể tồn tại dưới hình thức là chính phủ góp vốn vào cho các doanh nghiệp, bảo lãnh cho các doanh nghiệp đó cho vay, hoặc là chính phủ có thể là bỏ qua một cái khoản thu mà lẽ ra họ phải thu, hoặc là cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp của mình. Thì vậy cái đấy là sự hỗ trợ về mặt tài chính. Và trong cái vụ kiện này thì đây không phải là một cái vụ kiện liên quan đến việc là chính phủ cho tiền. Chính phủ không cấp tiền. Bây giờ chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường về mặt trợ cấp có nghĩa là mình sẽ cấp, đúng không? Trợ là hỗ trợ, cấp là mình cấp, mình cho. Và hỗ trợ mà trợ cấp ở đây thì nó phải liên quan đến vấn đề về tiền, liên quan đến vấn đề về tài chính. Như vậy hỗ trợ và cấp ở đây thì người ta sẽ bảo là nó sẽ có là liên quan đến cơ chế, cái chủ thể nào cấp cái khoản tiền đấy. Thì người ta bảo là nó có thể là được cấp bởi chủ thể là nhà nước, hoặc là cơ quan nhà nước, hoặc thậm chí là một thực thể là tư nhân nhưng được nhà nước giao cho một số cái chức năng quản lý nhà nước. Thì lúc đấy cái tiền hoặc cái đảm bảo về tài chính từ những cái chủ thể như vậy giao cho các doanh nghiệp thì cái đấy người ta gọi là cái khoản hỗ trợ về tài chính. Bây giờ nếu chúng ta đặt ra vấn đề ví dụ về hỗ trợ về tài chính thì các bạn sẽ thấy rằng là liệu rằng bây giờ trong các khu công nghiệp nếu như nhà nước người ta thực hiện hết các cơ sở hạ tầng trong cái khu công nghiệp đấy thì rõ ràng các doanh nghiệp người ta có hay không có bỏ tiền để làm cái việc đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây là vấn đề là nếu như nhà nước đã thực hiện rồi thì doanh nghiệp họ có thể tiết kiệm một phần cái kinh phí đấy. Thì cái đấy người ta có thể gọi là hỗ trợ tài chính được hay không? Hoặc các chính sách về trợ cấp xã hội, chúng ta thấy là nhà nước sẽ có một số cái chức năng của mình. Trong phạm vi chức năng của mình thì nhà nước sẽ thực hiện một số cái hành động, một số cái chương trình hành động hay là một số cái hành vi, mà những cái hành vi đấy thì nó có thể mang lại một cái lợi ích hoặc nó có thể là một cái khoản hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp. Thế thì vấn đề trong trường hợp mà cái vụ kiện ở đây á, thì các bạn sẽ thấy là nhà nước không phải là một chủ thể cho tiền, không cấp tiền, nhưng nhà nước thực hiện một cái hành vi, đó là nhà nước bảo lãnh vay vốn. Và trong vụ kiện này thì chính phủ Brazil trong cái quỹ ProEx là cái quỹ hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, thì Brazil có những cái máy bay, thì cái hãng máy bay này của Brazil là cái hãng mà nếu như chính phủ Brazil nói rằng là nếu như hãng này được ký kết hợp đồng xuất khẩu máy bay với các đối tác nước ngoài thì chính phủ của Brazil sẽ làm cho cái việc rằng là họ sẽ
cho một cái tờ giấy bảo đảm cấp tín dụng cho cái hãng này để hãng này làm gì? Thực hiện các hợp đồng sản xuất, thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đấy. Như vậy để sản xuất cái này thì đôi khi người ta cũng phải mua trang thiết bị, đúng không? Người ta phải cần tài chính để thực hiện sản xuất cái này. Và nếu như cần tài chính như vậy thì bản thân cái doanh nghiệp không đủ khả năng thì chính phủ cấp một cái khoản gọi là bảo lãnh vay vốn. Bảo lãnh vay vốn. Mà cái việc bảo lãnh vay vốn này nó bảo rằng là gì? Trong khoảng thời gian 60 ngày, nếu như kể từ cái ngày mà cái bảo lãnh vay đã được cấp ra mà hợp đồng không được ký kết thì cái bảo lãnh này hết hiệu lực. Thế vậy vấn đề đây có phải là một cái khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ Brazil cho cái hãng máy bay, cho cái ngành công nghiệp trong nước của mình hay không? Thì để tìm hiểu vấn đề này thì chúng ta có một cái vụ kiện để giải quyết, đó là cái vụ kiện DS-46 để giải quyết về cái vụ kiện là Brazil đối với cái máy bay dân dụng hàng không của Brazil. Và để trả lời cho vấn đề này, trong phần bài ngày hôm trước cô có giao cho bạn Công về nhà tìm đọc cái vụ kiện, và Công sẽ ngày hôm nay sẽ giới thiệu sơ lược và sẽ lý giải cái lý do vì sao là cơ quan giải quyết tranh chấp kết luận cái bảo lãnh vay vốn này là một cái khoản trợ cấp, và nếu không thì cơ quan giải quyết tranh chấp cũng có thể đưa ra một số cái lập luận để giải thích rằng đây không phải là một cái khoản trợ cấp. Và xin mời bạn Công. Dạ thưa cô và các bạn, trong vụ việc này thì nguyên đơn Canada đã có yêu cầu đầu tiên đối với cơ quan giải quyết tranh chấp là xác định các khoản trợ cấp của Brazil là khoản trợ cấp xuất khẩu bị cấm theo hiệp định SCM. Đồng thời, Canada cho rằng Brazil không thỏa mãn điều kiện đã được hưởng thời hạn miễn trừ dành cho các nước đang phát triển đối với việc áp dụng các biện pháp trợ cấp tại điều 24.7 SCM. Và đối lập lại cái lập luận của nguyên đơn thì bị đơn Brazil lại không phủ nhận rằng các trợ cấp của mình là trợ cấp ProEx, là một trợ cấp theo điều 1 là trợ cấp xuất khẩu. Có nghĩa là Brazil cũng đồng ý với lại Canada rằng đây là một trợ cấp xuất khẩu và là một trợ cấp bị cấm theo điều 3.1 của hiệp định FCM. Và Brazil cho rằng trợ cấp này là một trợ cấp chính sách mở nhằm chống lại các làn sóng rủi ro trong nước của mình. ProEx còn có tác dụng cân bằng lại các khoản trợ cấp của Canada dành cho các nhà sản xuất tàu bay đại diện, đó là Bombardier của Canada, và Brazil cho rằng mình là một nước đang phát triển nên sẽ được miễn trừ. Thì trên cơ sở pháp lý tại điều 1 hiệp định SCM thì rõ ràng đây là một trợ cấp theo điều 1, và tại điều 1 có quy định rằng chính phủ thực tế có chuyển trực tiếp các khoản vốn, ví dụ như cấp phát cho vay hay góp cổ phần, có khả năng chuyển hoặc nhận trợ cấp trực tiếp như bảo lãnh tiền vay. Thì trong trường hợp của vụ việc này thì Brazil đã có khoản bảo lãnh tiền vay dưới dạng ProEx, thì đây là một trợ cấp theo điều 1 khoản 1. Và tiếp theo đó, theo điều 3 khoản 1 thì quy định về các khoản trợ cấp xuất khẩu là các khoản trợ cấp bị cấm, thì ProEx là một bảo lãnh tiền vay dành cho việc xuất khẩu, sản xuất máy bay xuất khẩu ra ngoài thị trường Brazil, cho nên nó là một trợ cấp bị cấm. Và tại điều 27, tinh thần của điều 27 chỉ ra rằng là các khoản trợ cấp luôn đóng vai trò quan trọng trong các chính sách của một quốc gia đang phát triển. Thì với kết luận của cơ quan giải quyết tranh chấp thì Brazil không thỏa mãn các điều kiện tại điều 27.4 SCM nên điều 3.1 sẽ phải áp dụng cho các thành viên này. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của em thì Brazil thực tế đang là một nước đang phát triển, và nếu so sánh lên trên nền công nghiệp phát triển sản xuất các tàu bay hàng không thì Brazil không thể nào so sánh như các cường quốc lớn như Canada, Mỹ hay Liên minh châu Âu, cho nên về ngành công nghiệp hàng không này thì Brazil rõ ràng là một nước đang phát triển, và việc nhà nước Brazil sử dụng các biện pháp trợ cấp để nhằm thúc đẩy nền công nghiệp này phát triển, đồng thời một mặt là giúp đỡ cho nguồn lao động trong nước Brazil là một hành động có cơ sở. Rất cảm ơn bạn Công đã có thời gian tìm đọc cái vụ kiện, mà cô nghĩ rằng là với cái thời lượng chuẩn bị và cũng như là với cái tài liệu mà chúng ta phải đọc và xử lý thu thập thông tin thì những cái thông tin do bạn Công đưa ra là hoàn toàn chính xác. Cái thứ nhất liên quan đây có phải là một cái khoản hỗ trợ tài chính hay không thì rõ ràng là gì? Cái bảo lãnh cho vay này thực ra nó không phải là chuyển một khoản tiền, nhưng vấn đề đặt ra là không phải là thời điểm nào là tôi chuyển khoản tiền. Vấn đề là nếu như hợp đồng được ký kết thì chính phủ Brazil sẽ cho vay tiền. Và cho vay tiền. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là hợp đồng và cái thời điểm tôi chuyển, chứ không phải là tôi sẽ không chuyển. Nếu như tôi không chuyển thì điều đó có nghĩa rằng tôi không cấp tài chính, tôi không hỗ trợ tài chính. Nhưng tôi sẽ chuyển mà chưa biết là nay tôi chuyển, mai tôi chuyển hay là
khi ký kết hợp đồng tôi sẽ chuyển, hay là kết thúc thời gian 60 ngày thì tôi sẽ chuyển. Thì điều đấy thì trong Hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới người ta không có xác định một cái khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ như người ta bảo rằng đấy là một sự hỗ trợ tài chính, nhưng người ta không có nói rằng sự hỗ trợ tài chính này diễn ra trong vòng bao lâu. Có những trường hợp một cái khoản tài chính, một cái khoản vay đã được thực hiện 10 năm trước đấy, nhưng cái khoản vay này nếu như 10 năm sau nó vẫn còn có thể đem lại những cái lợi thế ưu đãi về thương mại, hoặc là nó mang lại cho cái bên mà nhận được cái khoản vay này một cái vị thế cao hơn trong điều kiện là người ta tiếp cận với khoản vay bên thị trường bên ngoài, thì cái đấy nó cũng là một cái khoản về hỗ trợ về tài chính. Như vậy chúng ta sẽ thấy là Hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới, vì nó không xác định rằng là một cái khoảng thời gian cụ thể là khoảng thời gian bao lâu, như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy cái bảo lãnh cho vay vốn này nó cũng là một cái khả năng, cái tiềm năng rằng là cái khoản tiền này sẽ được chuyển trong tương lai, đúng không ạ? Thì đấy là lý do vì sao xác định đây là cái khoản tiền trợ cấp. Như vậy bàn về vấn đề đây là trợ cấp loại gì, thì trong trường hợp này, trong vụ kiện này, chúng ta có đây là loại trợ cấp xuất khẩu. Và trợ cấp xuất khẩu thì cơ sở pháp lý của nó được ghi nhận tại điều 3.1. Còn hiểu như thế nào về trợ cấp xuất khẩu và khi nào thì chúng ta sẽ có trợ cấp xuất khẩu, ngoài cái trợ cấp xuất khẩu này còn có các loại trợ cấp gì, thì các bạn sẽ vào tìm hiểu trong cái phần phân loại về trợ cấp. Và chúng ta, bởi vì chúng ta đang tìm hiểu nghiên cứu về cái khái niệm về trợ cấp, do đó nên tôi sẽ dời cái phần về trợ cấp xuất khẩu trong cái vụ kiện này về cái phần sau. Và liên quan đến cái bình luận của bạn Công về cái việc đây là nước đang phát triển, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là gì? Là Brazil là nước đang phát triển. Và không chỉ có Brazil mà tất cả các nước đang phát triển khác thì hoàn toàn phải nói về đặc điểm của các nước đang phát triển, thì bao giờ chúng ta cũng thấy là gì? Đất nước đang phát triển thì thông thường nó sẽ có là họ là thế lực, cái mạnh của họ, cái tiềm năng, cái thế mạnh của họ là thường là sản xuất và có thể là có xuất khẩu nông sản. Còn sản phẩm về công nghiệp như sản xuất máy bay ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy là không phải là các nước đang phát triển đều có khả năng. Như vậy cái việc chính phủ có cái ngân sách, có cái khoản tài chính để giúp cho các doanh nghiệp trong nước của mình thực hiện cái chính sách về công nghiệp thì rõ ràng trong một chừng mực nhất định đấy là về mặt khía cạnh rất là tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên, cái khía cạnh này chúng ta sẽ thấy rằng gì? Nếu như mỗi một quốc gia nào có tiềm lực về tài chính cũng có khả năng cấp phát tài chính cho các doanh nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ thấy thực ra vấn đề cạnh tranh ở đây nó sẽ không còn lại cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Nó sẽ không còn vấn đề cạnh tranh giữa Embraer và Bombardier. Thì do đó trong trường hợp này nó không phải là sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp của Brazil với lại doanh nghiệp của lại Canada, mà nó sẽ là sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp của Canada và chính phủ Brazil. Bởi vì Brazil đã cấp tài chính mà, thì như vậy cái này người ta cho rằng là cái trợ cấp là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy cái nội dung thứ hai trong cái vụ kiện mà bạn Công đã giới thiệu cho các bạn thì rõ ràng là Brazil hoàn toàn không phủ nhận đây là vấn đề về trợ cấp. Như vậy tôi rất thành thật, tôi nói rằng đây là khoản trợ cấp. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là Brazil là nước đang phát triển. Và các bạn đều biết là đặc điểm của các nước đang phát triển thì trong một chừng mực nhất định họ bao giờ họ cũng thiếu về tài chính. Vốn là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp muốn phát triển, chẳng hạn phát triển nông nghiệp hay muốn phát triển các dòng hàng sản phẩm về công nghiệp, thì bao giờ tài chính cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu có sự bảo lãnh của chính phủ thì rõ ràng các hợp đồng sẽ được đảm bảo dễ thực hiện hơn. Và như vậy khi người ta đã mạnh dạn thì người ta sẽ có thể đầu tư vào trang thiết bị, hay là người ta sẽ thực hiện các hợp đồng này nó đảm bảo phù hợp về mặt thời gian và đảm bảo về quyền và nghĩa vụ cũng như là uy tín của các doanh nghiệp Brazil. Như vậy trong trường hợp này Brazil đã vận dụng một cái quy định mà cho phép Brazil được ưu đãi hơn những nước khác, đấy là cái quy định tại điều 27.4 cho phép Brazil được cái quyền miễn trừ với tư cách là một nước đang phát triển. Nếu như đây là một khoản trợ cấp thì được phép lùi cái khoảng thời gian để thực hiện cái nghĩa vụ của mình. Và lùi khoảng thời gian này thì lùi trong vòng bao lâu, thì Brazil nói là họ được lùi trong vòng 8 năm. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là liệu rằng cái quan điểm đấy Brazil sẽ tự được đưa ra. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là gì, quan điểm của một nước đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới hiện nay thì các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng có hàng ngàn trang, nhưng mà rõ ràng cũng chưa có một cái định nghĩa chính xác nào, chưa có một cái định nghĩa rõ ràng nào thế nào là nước đang phát triển. Ví dụ giả sử nước đang phát triển là nước có thu nhập bình quân đầu người là trên 5.000 đô một năm, 10.000 đô một năm hay 20.000 đô một năm thì Tổ chức Thương mại Thế giới không định nghĩa như vậy. Tuy nhiên trong cái hiệp định của SCM này thì các bạn về nhà tìm đọc thêm, thì tại điều 27 của Hiệp định SCM thì nó có đề cập về chế độ đối xử đặc biệt và khác biệt trong Tổ chức Thương mại Thế giới, và nó có đề cập đến cái thuật ngữ là các nước đang phát triển. Như vậy vấn đề đặt ra là nếu như nó không định nghĩa là các nước đang phát triển thì vậy làm sao Brazil được xác định là Brazil là nước đang phát triển? Thì cái nguyên tắc để xác định nước đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới, người ta thừa nhận đấy là một cái nguyên tắc do các bên tự nhận.
Như vậy là Brazil nói rằng Brazil là nước đang phát triển, như vậy thì Brazil phải xuất trình chứng cứ rằng là thu nhập bình quân của mình, hoặc là Brazil sẽ nói rằng là trong trường hợp này Brazil là nước đang phát triển. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì Việt Nam chúng ta đều rõ ràng là nước đang phát triển. Cái mà Việt Nam đang muốn hướng đến là mình là nước đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người dưới 1.000 đô một người một năm cả. Như vậy là chúng ta được phép thừa nhận chúng ta là nước đang phát triển, cũng như trong trường hợp này Brazil thừa nhận là Brazil là nước đang phát triển. Và cái thừa nhận này của Brazil cũng được chấp nhận bởi các chủ thể khác. Cụ thể ở đây là Canada cũng chấp nhận Brazil là nước đang phát triển. Canada không hề tranh cãi là Brazil không phải là nước đang phát triển. Canada chấp nhận Brazil là nước đang phát triển, nhưng Canada cho rằng Brazil là nước đang phát triển nhưng không thể được hưởng cái quyền miễn trừ theo điều 27.4. Và rõ ràng chúng ta thấy là cơ quan giải quyết tranh chấp cũng chứng minh được rằng là Brazil không thể thuộc về cái phạm vi điều chỉnh của cái điều 27.4. Như vậy, chúng ta thấy trong cái vụ kiện này, cái bài học chúng ta rút ra được là gì? Là cái khoản hỗ trợ về tài chính. Và cái khoản hỗ trợ về tài chính này thì các bạn phải biết nó trong một số trường hợp người ta cũng có thể gây ra cái tranh cãi. Là cái khoản hỗ trợ về mặt tài chính này, nếu như chính phủ cấp cho doanh nghiệp mình một khoản tiền, chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp mình một khoản tiền, nhưng chính phủ hoàn toàn không có mất mát gì hết, thì tại sao đấy lại phải là một khoản trợ cấp? Thì cái vấn đề đấy người ta bảo rằng một bên sẽ là cái khoản hỗ trợ của nhà nước và một bên sẽ là cái khoản mà chính phủ phải mất mát đi vì cái sự hỗ trợ đấy. Thì Tổ chức Thương mại Thế giới người ta xác định rõ ràng là gì? Không cần nhất thiết phải có cái sự mất mát đấy. Và để giải quyết cho cái vấn đề hay tìm hiểu các vụ kiện về cái sự mất mát này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái phần là xác định trợ cấp trong Tổ chức Thương mại Thế giới mà chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy, tại cái vụ kiện này thì tôi cũng xin thống nhất lại là đây là một cái khoản trợ cấp. Và đây là một cái khoản trợ cấp xuất khẩu không nhận được cái sự miễn trừ theo điều 27.4. Ngoài ra thì Tổ chức Thương mại Thế giới còn định nghĩa cái sự hỗ trợ tài chính này có thể tồn tại dưới cái dạng là gì ạ? Là một cái khoản thu mà chính phủ, cơ quan chính phủ lẽ ra phải thu nhưng không thu, hay nói cách khác là một khoản thu đã được bỏ lỡ. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp chúng ta có cái vụ kiện là gì? Hoa Kỳ. Thực ra theo pháp luật thuế của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ bảo rằng là gì? Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ mà có kinh doanh ở nước ngoài thì Hoa Kỳ cho rằng là các doanh nghiệp này, các khoản tiền thu nhập được có từ những cái hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thì Hoa Kỳ sẽ làm gì ạ? Sẽ miễn trừ cái khoản tiền thuế đấy. Sẽ miễn trừ thu thuế đối với cái khoản tiền thu nhập ở nước ngoài. Tuy nhiên cái quan điểm này thì lại bị một số cái thành viên khác của Tổ chức Thương mại Thế giới, ví dụ như là Cộng đồng châu Âu, người ta không đồng ý. Người ta cho rằng là gì? Nếu Hoa Kỳ được quyền tự quyền xây dựng cái chính sách thuế của mình, hoặc là gì, thu thuế toàn cầu hay thu thuế theo phạm vi lãnh thổ, theo cái cách thức mà Hoa Kỳ tính là thu thuế toàn cầu, thì bây giờ là tại sao Hoa Kỳ lại nhìn nhận rằng cái chính sách thu thuế toàn cầu này nó có thể rơi vào trường hợp là một khoản thu có thể bị đánh thuế hai lần? Thuế chồng thuế, thuế trùng thuế. Thì bây giờ Hoa Kỳ có thể sửa đổi cái pháp luật thuế trong nước của mình. Từ cái hệ thống thu thuế toàn cầu chuyển sang cái hệ thống thu thuế theo lãnh thổ. Theo lãnh thổ thì như vậy sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ hay không? Nhưng nghịch lý là gì? Hoa Kỳ không sửa đổi luật thuế. Nhưng Hoa Kỳ giảm cái tiền thuế thu được từ cái hoạt động kinh doanh toàn cầu. Nên chính điều đó nên Hoa Kỳ bảo rằng là các doanh nghiệp thuộc về các nước mà theo Cộng đồng châu Âu thu thuế theo phạm vi lãnh thổ thì các giao dịch ở ngoài phạm vi lãnh thổ đấy sẽ không bị thu thuế. Như vậy kết quả của Hoa Kỳ trong trường hợp này là gì? Hoa Kỳ thu thuế theo thuế gì ạ? Sắc thuế của Hoa Kỳ, hình thức thu thuế là thu thuế toàn cầu. Chính vì toàn cầu nên các khoản thu trong nước và các khoản thu nước ngoài thì các khoản thu nước ngoài phải bao gồm chung vào luôn. Nhưng các quốc gia theo hình thức thu thuế theo lãnh thổ thì họ chỉ thu thuế trong lãnh thổ của Cộng đồng châu Âu thôi chẳng hạn. Thì như vậy thu mà ngoài phạm vi của Cộng đồng châu Âu thì sẽ không bị thu thuế. Như vậy nếu như không bị thu thuế thì lúc này trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là gì? Khoản thu bị đánh thuế chỉ có thể còn lại là khoản thu trong nước và khoản thu của Hoa Kỳ theo luật đánh thuế toàn cầu trừ đi khoản thu nước ngoài là nó sẽ hai cái sẽ bằng nhau. Chính vì muốn tạo ra cái sự bình đẳng cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ là thu thuế theo lãnh thổ và thu thuế theo hệ thống toàn cầu. Do đó nên Hoa Kỳ mới giảm thuế đối với các khoản thu được thiết lập, được thu hoạch, được thu nhập từ nước ngoài của các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Và chính vì điều này nên các nước khác đã khởi kiện Hoa Kỳ về cái việc rằng Hoa Kỳ luật thuế đã quy định thì Hoa Kỳ sẽ phải áp dụng luật thuế đấy. Và nếu Hoa Kỳ không áp dụng luật thuế đấy thì nó sẽ rơi vào trường hợp là gì? Hoa Kỳ đã bỏ một cái khoản thu mà lẽ ra Hoa Kỳ phải thu.
Như vậy trong trường hợp này, Hoa Kỳ bảo lấy cái lý do là chống đánh thuế hai lần, hay là hình thức thu thuế, hay là sắc thuế này vân vân, là cái sắc thuế thu thuế toàn cầu, thì cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới không chấp nhận cái quan điểm này của Hoa Kỳ. Như vậy tóm lại tại đây, trong cái vụ kiện này thì chúng ta thấy rằng là gì? Thuế là nghĩa vụ của ai đóng cho ai ạ? Của doanh nghiệp sẽ đóng cho nhà nước. Như vậy vấn đề đặt ra là gì? Nếu doanh nghiệp đã đóng cho nhà nước rồi, nhà nước lấy cái tiền thuế đấy, hoặc nhà nước miễn cái tiền thuế đấy, thì như vậy người ta sẽ gọi là cái miễn đấy là tôi đã tạo cho anh một cái vị thế thuận lợi hơn những cái doanh nghiệp mà không được miễn thuế. Một bên anh được miễn thuế. Tôi lấy ví dụ, doanh nghiệp kinh doanh ở nước ngoài, chẳng hạn thuốc lá của Hoa Kỳ, Philip Morris của Hoa Kỳ. Nếu như là một doanh nghiệp Philip Morris của Hoa Kỳ mà là sản xuất là toàn cầu, nhiều hoạt động, ví dụ như là ở Argentina hay là ở Úc cũng đều có Philip Morris của Hoa Kỳ hết. Như vậy vấn đề là các hoạt động thu thuế của Philip Morris ở Úc, Philip Morris ở Argentina cũng, và Philip Morris của Hoa Kỳ thì cũng sẽ bị thu thuế bởi chính phủ Hoa Kỳ. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là nếu như áp dụng cái luật thuế này thì các khoản thu thuế đóng vào hoặc là đánh vào đối với thu nhập từ Argentina và Úc sẽ được như thế nào ạ? Sẽ được miễn. Và khi sẽ được miễn như vậy thì sẽ có một số cái doanh nghiệp của các nước khác, người ta cũng sản xuất thuốc lá nhưng người ta theo hệ thống thuế lãnh thổ, và như vậy họ không có được miễn gì cả và họ cùng cạnh tranh với nhau. Thì chính vì là một cái bên đã được miễn thuế thì rõ ràng là nó sẽ tốt hơn là cái bên không được miễn thuế. Thì đó chính là lý do mà người ta cho rằng là gì? Cái việc miễn thuế này của Hoa Kỳ nó đã mang lại cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, doanh nghiệp mà kinh doanh ở nước ngoài của Hoa Kỳ, một cái vị thế thuận lợi hơn trong trường hợp không được miễn thuế. Thì chính vì lý do đó nên cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới kết luận rằng cái thuế này, cái hình thức này là hình thức vi phạm cái trợ cấp theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Một ví dụ khác về cái trường hợp trợ cấp, đó là trường hợp chính phủ cung cấp hàng hóa hay dịch vụ. Chúng ta nói rằng ví dụ chẳng hạn sản xuất mía đường ở Việt Nam, chính phủ cung cấp hàng hóa có nghĩa rằng là chính phủ cung cấp gì ạ? Nguyên vật liệu đầu vào, chẳng hạn như là mía, hay là chẳng hạn như là cung cấp hay hỗ trợ về lao động thì nguyên vật liệu đầu vào, đúng không ạ? Thì như vậy cái khoản về hỗ trợ đầu vào đấy người ta cũng sẽ có thể là tạo ra lợi thế hơn những cái doanh nghiệp cũng sản xuất cùng một cái mặt hàng như vậy. Và chính vì lý do đó người ta bảo là cung cấp hàng hóa nó cũng là một dạng về trợ cấp. Và trong vụ kiện ví dụ như là Canada đối với cái vụ gỗ mềm thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Ở đây nó không phải là cung cấp theo cái dạng một cái hàng hóa hữu hình, mà ở đây chính phủ Canada là cho phép một số cái doanh nghiệp của Canada được quyền thu hoạch cây gỗ. Mà cái quyền thu hoạch này thì không phải là một cái quyền mà được ai cũng có. Những doanh nghiệp được đi vào rừng và để khai thác gỗ như thế này, và để xẻ ra hoặc là để làm gỗ để xây nhà như thế này, thì những cái doanh nghiệp này rõ ràng là nó nhận được một cái gì ạ? Một cái lợi thế, một cái ưu đãi hơn so với những doanh nghiệp không nhận được cái quyền khai thác. Khi tôi không nhận được quyền khai thác có nghĩa là tôi không được khai thác đối với những cái cây gỗ tại cái vùng này. Thì chính vì lý do đó nên người ta bảo là cung cấp hàng hóa, thì cái hàng hóa ở đây nó cũng có thể được hiểu là hàng hóa hữu hình hoặc là một cái hàng hóa vô hình nào đó. Bây giờ chúng tôi có một số cái câu hỏi trong cái phần thảo luận, mà trong cái slide mà chúng tôi gửi cho các bạn á, thì có một cái phần, đó là cái phần về chính sách pháp luật của Hoa Kỳ liên quan tới trợ cấp. Mời các bạn đọc cái slide số 38. Thì trong cái slide đấy nói rằng là gì? Hoa Kỳ ghi nhận trong luật của mình là cơ quan hải quan của Hoa Kỳ có nghĩa vụ phân chia tiền thuế thu được từ thuế chống bán phá giá do các nhà sản xuất của Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng để bù đắp cho các chi phí để theo đuổi cái vụ kiện bán phá giá. Trong đó nhà sản xuất Hoa Kỳ được hiểu là các nguyên đơn theo đuổi cái vụ kiện bán phá giá. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ cụ thể. Giả sử là Hoa Kỳ tiến hành điều tra thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam. Thì đối với các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam thì sẽ có một số cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ muốn nộp đơn, nhưng có một số cái doanh nghiệp không muốn nộp đơn. Nhưng bây giờ chính phủ của Hoa Kỳ thì nói rằng là gì? Các doanh nghiệp nào ủng hộ đơn khởi kiện bán phá giá đối với sản phẩm tôm thì sẽ được làm gì? Sẽ được phân chia tiền thuế thu được sau khi cơ quan hải quan của Hoa Kỳ kết luận rằng là tôm đó có bán phá giá. Như vậy là có doanh nghiệp 1, doanh nghiệp 2, doanh nghiệp 3. Như vậy có 3 doanh nghiệp thì chỉ có 1 doanh nghiệp đi khởi kiện thôi.
Còn lại các doanh nghiệp khác thì đang phân vân không biết nên đi khởi kiện hay không. Thì bây giờ chính phủ sẽ nói một cái nội dung rằng là gì? Là nếu đi khởi kiện thì kết luận mà cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đưa ra, cụ thể là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đưa ra, thì cái thuế đấy, thuế chống bán phá giá thu được thì sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp mà theo đuổi vụ kiện. Và theo các bạn thì trong cái vụ việc này thì cái hành vi của Hoa Kỳ như vậy, hành vi phân chia cái tiền thuế của Hoa Kỳ, mà mặc dù cái tiền thuế này là chưa chắc đã có nha, tiền thuế này chưa chắc đã có cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ mà theo đuổi vụ kiện, thì đó có phải là trợ cấp hay không? Thế các bạn, đây có phải là khoản trợ cấp không? Đây là khoản trợ cấp. Và như vậy là bạn nào cho rằng đây không phải là khoản trợ cấp? À, mình mời số đông trước hay thiểu số trước các bạn? Mình mời thiểu số trước đi ha. Mời bạn Vi. Thưa cô, theo em thì đây không phải là khoản trợ cấp mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho các doanh nghiệp. Tại vì rõ ràng Hoa Kỳ chỉ ghi nhận trong các đạo luật của mình, thì khi mà đưa ra khởi kiện thì chưa chắc là sau cái các thủ tục điều tra thì cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận là cái doanh nghiệp đó bán phá giá tại thị trường Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà trên thực tế có thể là các doanh nghiệp đi khởi kiện họ chưa chắc đã nhận được cái phần thuế mà sau khi mà đã được ghi nhận tại điều luật này. À rồi, cảm ơn các bạn. Thế thì bạn nào thuộc cái nhóm rằng cho rằng đây là cái khoản trợ cấp? Hey, mời bạn Thắng. Thưa cô, em nghĩ đây là một khoản trợ cấp mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho các doanh nghiệp theo đuổi vụ kiện chống bán phá giá. Bởi vì chỉ có những cái doanh nghiệp mà theo đuổi vụ kiện chống bán phá giá này mới là những người được nhận một khoản hỗ trợ tài chính. Trong khi đó, những doanh nghiệp mà không theo đuổi vụ kiện thì lại không nhận được. Điều này, theo em nghĩ nó là một cái sự ưu đãi dành riêng cho những cái nhà sản xuất, những cái doanh nghiệp theo đuổi vụ kiện. Xin cảm ơn bạn Thắng và xin cảm ơn bạn Vi rất là nhiều. Liên quan tới cái câu trả lời cho cái vụ việc này thì thực sự các bạn phải biết là đây là một cái vụ kiện mà chính phủ của Hoa Kỳ thu hàng triệu đô từ tiền thuế chống bán phá giá, và Hoa Kỳ đã phân chia cái khoản tiền này cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nếu như các doanh nghiệp đã theo đuổi các vụ kiện. Thế vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở đây vấn đề là gì? Cũng có thể ở góc độ giải thích của bạn Vi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà như vậy thì gì? Họ chỉ theo đuổi vụ kiện thôi. Nhưng mà liệu rằng là gì, khi theo đuổi vụ kiện như vậy thì chắc gì cái kết quả bán phá giá sẽ được bị kết luận, sẽ được phát hiện. Như vậy là không có bán phá giá được kết luận thì sẽ không có thuế chống bán phá giá. Và khi không có thuế chống bán phá giá thì sẽ không có cái khoản tiền nào gọi là cái khoản tiền thu được từ thuế chống bán phá giá để mà phân chia. Như vậy thì cái quan điểm của bạn Vi nó cũng có một cái chừng mực, đó là gì? Chưa chắc họ đã nhận được một cái khoản tiền. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái Tổ chức Thương mại Thế giới người ta đã nói, đâu có nói là việc tôi nhận tiền thì mới gọi là trợ cấp đâu, tôi chưa nhận tiền thì không có trợ cấp đâu. Như vậy trong trường hợp này, cái quy định như thế này thì nó sẽ tạo thêm một cái gọi là, thứ nhất là nó sẽ mang tính chất riêng biệt, có nghĩa rằng là nó sẽ chuyển cho các doanh nghiệp nào mà chỉ là các doanh nghiệp theo đuổi các vụ kiện thôi. Nếu là các doanh nghiệp theo đuổi các vụ kiện thì những doanh nghiệp không theo đuổi các vụ kiện thì các doanh nghiệp này sẽ không nhận được cái khoản tiền. Và chính vì lý do như vậy nên người ta cho rằng là gì, nó sẽ là một cái động lực, nó sẽ là một cái động cơ về mặt tài chính để giúp cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ người ta nộp đơn khởi kiện. Và khi nộp đơn khởi kiện như vậy thì các bạn biết rằng là gì? Nếu nhiều doanh nghiệp nộp đơn khởi kiện thì có thể cái tính đại diện của nó, của cái đơn khởi kiện sẽ được đảm bảo. Và khi tính đại diện được đảm bảo thì lúc đấy cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ có thể làm gì ạ? Khởi xướng điều tra. Và khi khởi xướng điều tra thì thay vì chúng ta thấy là gì, nó có một cái biên độ, nó có một cái khoảng rất là rộng cho Hoa Kỳ trong việc chọn lựa các phương pháp nào để áp dụng để tính biên độ bán phá giá. Do đó cái khả năng mà nếu như đáp ứng đủ điều kiện là đơn khởi kiện đã được hợp lệ rồi thì Hoa Kỳ tiến hành điều tra và áp dụng những cái phương pháp, áp dụng những yếu tố về mặt kỹ thuật, thì như vậy trong trường hợp này cái kết luận là nó có thể là làm dẫn đến cái động cơ khởi kiện của các doanh nghiệp sẽ lớn, và có thể là làm cho cái kết quả nó cũng sẽ bị kết luận rằng là có bán phá giá. Thì như vậy cái thuế chống bán phá giá nó vẫn có. Và cái điều này người ta nói rằng chính vì cái quy định này nó là một cái quy định mà bị vi phạm. Chúng tôi xin nhắc lại là để xác định một cái khoản trợ cấp thì các bạn cũng phải nên nhớ rằng là gì? Khoản trợ cấp thì thứ nhất là nó phải có cái gì ạ? Nó phải có sự hỗ trợ tài chính. Nó sẽ có sự hỗ trợ tài chính từ đâu? Từ chính phủ hoặc cơ quan chính phủ. Hỗ trợ tài chính ở đây nó có thể tồn tại dưới dạng là gì? Là tôi miễn thuế, tôi bỏ qua một cái khoản thu mà lẽ ra tôi phải thu, hoặc tôi bảo lãnh cho vay vốn, hoặc là gì, tôi góp vốn vào cho anh kinh doanh, hoặc là trong trường hợp là chúng ta sẽ có là gì, cung cấp những cái hàng hóa mà hàng hóa đấy có phải là cái quyền như là tài sản, quyền vô hình,
cái tài sản là hàng hóa vô hình. Thế như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là yếu tố đầu tiên của sự tồn tại về hỗ trợ về tài chính thì nó phải có cái sự góp vốn, nó phải có cái sự hỗ trợ về tài chính. Và cái thứ hai là nó phải mang lại được một cái lợi ích nào đó cho cái chủ thể nhận được cái khoản hỗ trợ về tài chính này. Như vậy thì cái phần về khái niệm, đặc điểm và cái cách trao đổi, cái cách tìm hiểu của trợ cấp chúng ta đã tìm hiểu xong trong tiết học ngày hôm nay, và mời các bạn sẽ gặp lại các bạn trong cái phần về phân loại trợ cấp trong tiết học kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.